Georgia, write me up and all you hurt you. In my arms, let me hold you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall. Thời gian tìm hiểu của hai cháu đến ngày hôm nay đã chín mùi. Thì hôm nay là ngày lành tháng tốt. Thì được sự đồng ý của hai bên gia đình, hai cơ quan chính quyền địa phương là xã Điệp Lông và xã Đoan Hùng, hôm nay hai gia đình chúng tôi tổ chức làm lễ thành hôn cho hai cháu. Và gia đình họ nhà trai có mâm lễ xuống lễ tổ gia đình họ nhà gái chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay để xin dâu cháu đưa cháu Huyền về trên hội nhà trai để làm lễ tổ chức. Các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ xa gần của hai cháu thì cũng báo cáo với các cụ, các ông, các bà được xin đón cháu về gọi nhà trai để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Mời các cụ, các ông, các bà, gia đình họ nhà gái cùng đưa cháu về gọi nhà trai chúng tôi làm lễ cho hai cháu. Fall the night.
Chính từ kể giờ, từ phút này trở đi, các cháu đã đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng ngôi nhà hạnh phúc cho hai cháu. Thì mong rằng các cháu xây dựng gia đình hạnh phúc để các cháu trở thành những người con dâu hiền dễ thảo trong hai gia đình, hai bên bốn họ. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, hai bên bốn họ đã có mặt trong ngày vui trọng đại của hai cháu, gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Hold it all together. Hold it all together. Safe. Hôm nay là ngày vui của các con. Thì bố mẹ cùng những người thân là tổ chức lễ vu quy và rất mong. Thế còn về nhà chồng thì cố gắng là người dâu ngoan này và con Hiệu thì là rể thảo của gia đình bên này. Thế mẹ mong là các con bảo ban nhau làm ăn rồi trăm năm hạnh phúc, tất cả mọi người sẽ ủng hộ con. Cảm ơn tất cả mọi người.